Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 22 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay, đất nước ta vinh dự và tự hào kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2018. Một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được nhân dân trìu mến thân thương, gọi là Bộ đội Cụ Hồ. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại một khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được giao trực tiếp chỉ huy. Đội có 34 chiến sĩ được biên chế thành 3 tiểu đội, do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng và đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên. Việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử quân đội ta, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân. Nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam của chúng ta. Chính vì ý nghĩa đó, ngày 22 tháng 12 được chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lực lượng chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chấp hành chỉ thị phải đánh thắng trận đầu của Bác, đã mưu trí táo bạo hạ đồn phay khắc vào ngày 24 tháng 12 và Nà Ngần ngày 25 tháng 12 năm 1944. Trong hoàn cảnh ăn mỗi ngày một bữa, đánh mỗi ngày hai trận. Tháng 4 năm 1945, theo quyết định của Hội nghị quân sự Bắc Kỳ, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân đã thống nhất lại vào ngày 15 tháng 5 năm 1945 và mang tên Việt Nam giải phóng quân. Trong tổng khởi nghĩa tháng 8, Việt Nam giải phóng quân có vai trò rất quan trọng. 2 giờ chiều ngày 16 tháng 8, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, ngày 13 tháng 8 từ cây đài Tân Trào, đơn vị chủ lực Việt Nam giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy tiến vào thị xã Thái Nguyên, mở đầu cho tổng khởi nghĩa toàn quốc. Lực lượng võ trang đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chính trị, tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ sau 15 ngày, ách thực dân ngót trăm năm, ngai vàng phong kiến hàng ngàn năm đã bị lật nhào. Ngày khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, quân đội ta mang tên Về Quốc Đoàn, đánh dấu thời kỳ hình thành của quân đội Việt Nam. Trong kháng chiến chống Pháp, quân đội ta mang tên quen thuộc nhất cho đến ngày nay là Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, quân đội ta đã bước vào thời kỳ trưởng thành. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã góp phần quyết định cùng toàn dân đánh bại quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào mùa xuân năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới. Nên trong những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chỉ huy cấp trung sư đoàn, chỉ huy các đơn vị quân sự địa phương, học viện lục quân, còn làm tốt công tác dân vận. Đặc biệt là hỗ trợ các đơn vị, các địa phương kết nghĩa trên địa bàn tỉnh. Thông qua những hoạt động này, không chỉ góp phần đẩy mạnh công tác an sinh xã hội ở địa phương, mà qua đó còn góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa học viện với địa phương, nơi đơn vị đóng quân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, những con đường bê tông dường như trở nên sạch đẹp hơn. Nhiều cây xanh được trồng thêm dọc hai bên đường. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình công tác dân vận giữa Học viện Lục quân và địa phương kết nghĩa vừa mới được thực hiện. Bản thân em với các chiến sĩ làm với tinh thần thái độ rất là vui vẻ và phấn khởi. Tại vì trong quá trình làm mình hiểu về cuộc sống của nhân dân hơn. Đồng thời thì nhân dân cũng qua đó thì cũng quý mến mình hơn nhiều. Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chính trị của đơn vị. Thông qua công tác dân vận không chỉ giúp đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng, cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, vấn đề nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảng ủy, Ban giám đốc học viện luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các cái hoạt động dân vận với những cái hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong thời gian vừa qua, thì Đảng ủy, Ban giám đốc học viện Lục quân đã chỉ đạo các đơn vị trong học viện phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể của tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Tất cả những hoạt động đó đã góp phần thắt chặt thêm cái tình đoàn kết quân dân giữa học viện với
nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng quân. Với những việc làm cụ thể thiết thực mà Học viện Lục quân triển khai thời gian qua, không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác dân vận của đảng, quân đội và học viện trong tình hình mới, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, tích cực thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, mà còn tạo môi trường thực tiễn để cán bộ chiến sĩ có điều kiện để cống hiến sức trẻ và sự trưởng thành qua các hoạt động dân vận, nâng cao tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng, xây dựng thế trận lòng dân, có phần tô đẹp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ truyền thống Học viện Lục quân anh hùng trong thời kỳ mới. Hôm qua, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh các giám mục, linh mục và bà con giáo dân tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt và Ban đại diện Hội Thám Tin lành Việt Nam, miền Nam tỉnh Lâm Đồng. Cùng đi có các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thăm tòa Giám mục Giáo phận Đà Lạt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã chúc các linh mục, chức sắc và bà con giáo dân thuộc Giáo hội Đà Lạt và toàn tỉnh Lâm Đồng một mùa Giáng sinh đầm ấm, an lành, một năm mới nhiều hạnh phúc và mong muốn đồng bào Công giáo cùng các tôn giáo khác sẽ tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo. Thay mặt Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt, Giám mục An Tôn, Vũ Huy Chương cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với bà con giáo dân và hứa sẽ động viên bà con giáo dân tiếp tục góp sức mình vào việc xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển về mọi mặt. Thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2018, năm mới 2019 tại Hội Thánh Tin lành Việt Nam, miền Nam tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông mong muốn các linh mục, chức sắc tiếp tục động viên tín đồ, giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân. Thay mặt bà con giáo dân, Mục sư Công Sa Hà Hát, Ủy viên Tổng Liên hội Mục vụ Lâm Đồng đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, các chức sắc của Hội Thánh Tin lành Việt Nam, miền Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục động viên khích lệ bà con giáo dân phát triển kinh tế, cùng đồng hành với cấp ủy chính quyền xây dựng đời sống văn minh, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng hiện đại hơn. Liên hoan truyền hình toàn quốc hàng năm là ngày hội vô cùng đặc biệt của những người làm truyền hình trên cả nước. Đây là dịp gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ để xây dựng các sản phẩm truyền hình có giá trị đến với công chúng. Điều này thể hiện rõ sự sôi động, chất lượng trong các hoạt động của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Năm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng vinh dự là đơn vị đăng cai với mong muốn để lại ấn tượng đẹp của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38. Công tác chuẩn bị được đơn vị chủ nhà thực hiện chu đáo, đồng bộ. Thực hiện cái kế hoạch của Ban chỉ đạo Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, thì ban tổ chức thì bao gồm đơn vị đăng cai và lãnh đạo một số ban của Đài truyền Việt Nam đã có nhiều cuộc làm việc tại Đà Lạt. Và cơ bản thì các yêu cầu về tổ chức một cái liên hoan truyền hình toàn quốc cũng đã được triển khai thực hiện. Tham gia liên hoan truyền hình toàn quốc thì Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng luôn có một cái kỳ vọng, đó là sự lan tỏa cái đề tài mà đài đã chọn để đưa vào dự thi liên hoan truyền hình toàn quốc. Tỉnh Lâm Đồng sẽ rất là nhiệt tình để có thể tạo điều kiện cho chúng ta có những cái tổ chức những hoạt động xã ngoại, những hoạt động ngoài bên lề sân bay Liên hoan phim, để cho ý nghĩa của mỗi lần liên hoan truyền hình chúng ta nó vừa là vui, nó vừa là nghề nghiệp, nhưng mà mọi người mong muốn đến để kết nối với nhau.
Như thông lệ, trước ngày khai mạc, ban giám khảo đã tổ chức chấm thi và xếp hạng các tác phẩm ở 9 thể loại. Chương trình dành cho thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, chương trình chuyên đề khoa giáo, giao lưu, đối thoại, tọa đàm, chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, chương trình ca múa nhạc, sân khấu và phim truyền truyền hình. Gần 500 tác phẩm của hơn 100 đơn vị trên cả nước gửi về dự thi với tổng thời lượng trên 23.000 phút. Một thời lượng khá lớn như vậy đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của thành viên ban giám khảo trong chấm thi. Theo đánh giá của ban giám khảo, mỗi tác phẩm mang đến dự thi đều có cách thể hiện đa dạng, mới mẻ, sáng tạo, có chiều sâu. Điều này cho thấy bước phát triển mới của những người làm truyền hình. Chúng tôi ghi nhận là những cái tác phẩm không chỉ thể hiện cái nỗ lực về mặt nghề nghiệp mà còn cả cái sự dấn thân của các cái đồng nghiệp chúng ta đối với những cái đề tài nóng bỏng của đất nước, của xã hội, của cộng đồng. Cái chất lượng, mặt bằng chất lượng của tác phẩm là tương đối là đồng đều. Nội dung thì có những nội dung rất là nặng ký, nói về tầm quan trọng đối với xã hội hoặc là những cái phản ánh về mặt chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước thì rất là sát. Tuy nhiên cái điều mà chúng tôi vẫn đặt ra đó là tìm kiếm những cái tác phẩm mà nó có cái sức tác động đến với khán giả, tức là thông qua cái hình thức thể hiện. Có một sự thể hiện mới hoặc là có một sự thể hiện nó rất là tươi tắn, mềm mại và nó thuyết phục hơn thông qua cái cách tiếp cận vấn đề. Chúng tôi đã tìm được những lấp lánh của vàng và bạc. Và những cái tác phẩm đó thì đều có chung một cái điểm là những người thực hiện đã nghiên cứu đối tượng trẻ em của mình để hiểu xem các em muốn gì và truyền tải như thế nào để phù hợp với cái tâm sinh lý tiếp nhận của các em. Tôi nghĩ đó là một trong những cái điểm thành công của các cái tác phẩm thiếu nhi lần này, nhưng tuy nhiên số lượng rất ít. Điểm mới của liên hoan truyền hình lần này là thể loại phim truyện dài tập có kịch bản chuyển thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài lần đầu tiên tham dự. Bên cạnh đó, phim tài liệu dài tập và một tập cũng tăng hơn các kỳ liên hoan trước. Đối với chúng tôi thì bao giờ cũng coi trọng cái thông điệp cũng như cái tính nhân văn từ chủ đề, từ cái nội dung của tác phẩm đem lại cho công chúng. Vì một tác phẩm được công chiếu trên sóng truyền hình thì trước hết phải đảm bảo đấy là một bộ phim có tính nhân văn, mang đến những thông điệp giáo dục tích cực. Thứ hai nữa là yếu tố về nghề nghiệp, được dàn dựng, được thể hiện một cách chuyên nghiệp cũng như đem lại những cái cảm xúc về nghệ thuật cho người xem. Phim tài liệu thì là một thể loại phim cũng rất là khó làm, đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Các đài địa phương trong năm nay phải ghi nhận một sự cố gắng nhất định của các đài địa phương. Khá nhiều phim của các đài địa phương chúng tôi thấy là đã có những cái chất lượng về hình ảnh, âm thanh cũng như là cách xử lý cũng khá là chuyên nghiệp, cũng rất là đáng chú ý. Trong khuôn khổ liên hoan, hai cuộc hội thảo chủ đề mạng xã hội và truyền hình, giải pháp sử dụng thiết bị cơ động nhỏ gọn cho sản xuất chương trình. Đáng chú ý, một số đơn vị không phải cơ quan truyền thông cũng đăng ký tham dự hai cuộc hội thảo này. Mà trong cái báo chí hiện đại, nói chung ấy, theo tư duy của tôi ấy, thì nó ngày càng tiệm cận với nhau. Mạng xã hội nó cũng bao hàm cả là truyền hình. Bây giờ chúng ta xem mạng xã hội, xem internet thì rất nhiều các cái clip, đấy, các cái thước phim ngắn người ta có thể đưa hết lên trên mạng xã hội rồi. Và hai cái khái niệm giữa truyền hình và mạng xã hội ngày càng tiệm cận với nhau. Và truyền hình nằm trong mạng xã hội có truyền hình. Một khi mà một cái luồng gió mới thổi vào ấy thì nó có cả tốt và cả xấu. Cái đấy thì chúng ta thấy rằng là hoàn toàn thực tế là như thế. Đấy, cho nên là ở đây thì cái việc mà chúng ta tiếp nhận như thế nào, chúng ta sử dụng nó như thế nào thì đấy là bắt đầu hoàn toàn là cái cá nhân của mỗi người, cái khả năng của mỗi người cũng như là cái bản lĩnh của mỗi người. Ngoài ra hoạt động cũng hết sức ý nghĩa, đó là triển lãm ảnh với hơn 150 tác phẩm của các tác giả là những người làm truyền hình cả nước, khắc họa sinh động muôn màu sự phát triển của quê hương đất nước và những khoảnh khắc trong quá trình tác nghiệp. Hôm nay tôi thấy đi thấy các anh em mình có tay nghề cao hơn so với mấy lần trước. Mấy lần trước khi là mình chưa sử dụng công nghệ số thì tất cả các ảnh chưa có gọi là đặc nét lắm. Cho đến lúc này chúng tôi thấy là số tác phẩm, đặc biệt là ở thể loại phóng sự và phim tài liệu, đã có rất nhiều tác phẩm với cái nội dung được, phải nói là cập nhật được những cái hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị của đất nước. Hy vọng là sẽ được
sự đón nhận đánh giá tốt của ban giám khảo. Đêm khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 ấn tượng với đa sắc màu sinh động tại thành phố Hoa, Đà Lạt. Trong bài phát biểu chào mừng liên hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt khẳng định ý nghĩa của liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng là cơ hội để những người làm truyền hình gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ. Đây còn là vinh dự, là dịp để người dân cả nước hiểu thêm về truyền thống, văn hóa và vùng đất con người nơi đây. Trong những ngày qua, người dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng luôn háo hức chờ đón lễ khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt và cũng là sự kiện mở đầu của tuần lễ cao điểm chào mừng thành phố Đà Lạt tròn 125 năm hình thành và phát triển. Với lợi thế riêng của báo chí truyền hình, với dòng chảy phát triển của truyền hình Việt Nam, một đầu tàu có uy tín trong khu vực và thế giới, chúng tôi luôn mong muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đài truyền hình Việt Nam, của các đài phát thanh và truyền hình của các ngành và địa phương trong cả nước, giúp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quảng bá, giới thiệu những đặc trưng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch của thành phố Festival Hoa của Việt Nam đến các nhà đầu tư, đến du khách trong nước, quốc tế và bạn bè gần xa. Đến dự và phát biểu tại đêm khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tầm quan trọng của những người làm truyền hình đối với sự đổi mới của đất nước, đặc biệt là trước sự bùng nổ của thông tin mạng, thì yêu cầu phát triển thông tin mang tính định hướng của ngành truyền hình đặt ra cao hơn. Để nhìn thách thức trước cái sự phát triển bùng nổ của thông tin mạng, đặc biệt là của mạng xã hội, trong cái bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, ngày càng đa dạng của nhân dân, thông tin, trong khi đó thông tin trên Internet, đặc biệt là trên mạng xã hội, thì tăng hàng ngày, hàng giờ theo cấp số nhân và rất đa chiều. Nhưng công nghệ, nhưng Internet, nhưng mạng xã hội không chỉ là thách thức, mà đó còn là cơ hội. Tất cả những điều đó, tôi tin chắc rằng sẽ được tất cả các nhà báo, các anh, các chị, các bạn, những người làm truyền hình tại liên hoan lần này sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ để nhìn thách thức với một góc nhìn lạc quan và để biến thách thức đó thành cơ hội. Mạng Internet, mạng xã hội hay trí khôn nhân tạo hay máy móc càng phát triển thì yếu tố con người càng quan trọng. Không chỉ là bản lĩnh, không chỉ là trình độ chuyên môn, mà quan trọng hơn là cả tấm lòng. Chuyên nghiệp, sáng tạo, các hoạt động của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 đã tạo dấu ấn đẹp, khẳng định sự uy tín, chất lượng của mỗi kỳ liên hoan. Không chỉ là dịp tôn vinh các tác phẩm truyền hình tiêu biểu, đây thực sự là hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa mới cho những người làm truyền hình tiếp tục xây dựng các sản phẩm truyền hình chất lượng đến với công chúng. Thưa quý vị và các bạn, với sự chuẩn bị chu đáo và tình cảm của người dân thành phố Ngàn Hoa, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 đã để lại trong lòng người tham dự những ấn tượng khó phai. Đến giờ phút này, có thể nói Liên hoan truyền hình năm nay đã thành công tốt đẹp. Chỉ ít phút nữa, lễ bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng. Lễ bế mạc này sẽ được Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng tiếp sóng trực tiếp trên kênh LTV. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt.